Nếu như các bạn đang tìm một chiếc tai nghe có khả năng nghe hát tốt và cũng như là ngoại hình tương đối ổn thì mình nghĩ Mozart TS-13 này là một sự lựa chọn khá là ok trong phân khúc. Và lý do là tại sao thì cùng mình tìm hiểu ngay trong bài đánh giá chi tiết nha. Nếu như nói về cái điểm mình thích nhất trên chiếc tai nghe này, chắc chắn là phần pin. Khi mà vào case là 300mAh và mỗi bên tai nghe sẽ có 40mAh thôi, nhưng mà nó đem đến một cái trải nghiệm nghe khá là dài khi mà nó có thể nghe được tổng cộng 16 tiếng, mình không nói dối đâu. Và mỗi bên tai nghe sẽ được khoảng cỡ 4 tiếng nếu như mà chúng ta nghe riêng. Đây là một cái điểm khá là đáng giá vì một cái sản phẩm ở phân khúc chung như này nhưng mà lại có một cái thời lượng pin sử dụng rất là tốt. Và gần như là cái trải nghiệm của chiếc tai nghe này với mình là gần như cả ngày luôn, vì nó chỉ tốn đúng 2 tiếng sạc thông qua cổng micro USB mà vẫn có thể sử dụng liên tục được. Cho nên là nếu như chúng ta mang nó đi nguyên một ngày, vừa để đi uống cà phê này, hay thậm chí là đi chơi xa hoặc là thêm các nhiều hoạt động khác, thì nó vẫn ổn. Với việc mang trong mình công nghệ Bluetooth 5.0 thì điểm mạnh của cái chiếc tai nghe này chính là khả năng delay rất ít, khi mà mình có thể vừa chơi game này, vừa có YouTube, vừa coi phim luôn. Nói chung là hầu hết mọi hoạt động trên chiếc tai nghe này đều hoạt động cực kỳ tốt luôn. Có một cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý là chiếc tai nghe này sẽ phù hợp để các bạn ngồi và sử dụng nó, vì cái khoảng cách kết nối hơi ngắn một chút. Khi mà các bạn di chuyển nhiều trong không gian ấy thì đôi khi nó sẽ bị mất kết nối ở một bên, nó sẽ bị hơi nhập nhằng á. Cho nên là mình khuyến khích khi mà xài chiếc tai nghe này, chúng ta nên ngồi bên cạnh nó và ít di chuyển hơn. Xét về thiết kế, sự gọn gàng đơn giản lại chính là điểm nhấn của sản phẩm. Khi mà mặc dù nó chỉ được phủ một lớp nhựa nhám toàn thân, bên ngoài thì sẽ có logo Mozart thôi. Cảm nhận khi sử dụng nó rất bám tay này, nó không để lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay, khá tốt khi mà các sản phẩm thuộc phân khúc này thường ít sản phẩm có được cái độ hoàn thiện cao như thế này. Ngoài ra nó chỉ có 39g thôi, cho nên việc mang đi đâu cũng rất là hợp lý. Nhưng mà hơi tiếc một chút là cái phần mở ra của nó có một chút hiện tượng flake. Kiểu như mình mở ra nó không có nam châm hoặc lò xo, cho nên hơi tiếc một chút. Cái chỉ nhiễm ấy khi mà mở ra một tay như thế này hoặc là lúc mình đóng lại là cực kỳ chắc chắn, nó không bị rung hay bị lắc, cho nên là giống như kiểu mất cái này thì được cái kia thôi. Cái phần hút tai của nó thì nó sẽ hơi nhẹ một chút nhưng mà vẫn đủ dùng trong phân khúc nhẹ. Ngoài ra thì nó bám dính vẫn đủ tốt, chỉ là nó hơi nhẹ một chút thôi. Cái phần vỏ case này các bạn sẽ để ý nó có đèn báo và nó còn pin hoặc là đang trong trạng thái sạc hoặc không. Tai nghe sẽ làm theo hình con nhộng. Cái điểm này mình có hơi khen một chút vì thông thường cái dạng này nó sẽ hơi gồ ghế, nhưng mà TS-13 lại đem lại các cảm giác đường vuông này, nhìn chắc chắn. Và ngoài ra nó còn có cả đèn LED để thông báo trạng thái nữa. Cái kiểu này thì nó hơi đơn giản một chút khi mà nó chỉ có đèn xanh và đèn đỏ thôi, nhưng mà nó thông báo các trạng thái rất là rõ ràng. Cái phần đeo thì mình khẳng định luôn, đây là một trong những sản phẩm có cái chất lượng đeo tốt nhất mà mình từng được trải nghiệm. Kiểu như cho dù mình có lắc này, có rung cỡ nào, sản phẩm vẫn cực kỳ chắc ở trên tai và không có hiện tượng bị lỏng ra. Rất là ít sản phẩm có khả năng giữ được trên tai tốt như vậy luôn á. Đặc biệt á, ở phần này nó có các nút bấm là nút bấm vật lý. Nó sẽ đỡ được các cái trường hợp khi mà chúng ta vô tình quơ tay hay đụng phải, làm nên các thao tác không cần thiết. Khi bấm vào nó sẽ có các lệnh giống như kiểu là phát này, ngừng nhạc này, tăng giảm âm lượng hay là nghe và từ chối cuộc gọi. Con này á sẽ không có chống nước, cho nên nếu như các bạn mà mang nó đi dưới trời mưa hoặc là có đang chơi thể thao mà ra mồ hôi quá nhiều thì cũng nên cẩn thận một chút. Tiếp theo, đây cũng là một trong những điểm rất là đáng giá của sản phẩm, vì đây là một trong số ít tai nghe ở giới phân khúc này mà lại có cái trải nghiệm nghe nhạc lo-fi hoặc nhạc hát hoặc là nhạc không lời hay đến như vậy. Cái lý do là tại sao thì tai nghe này đem đến những cái trải nghiệm chép rất là đã và những cái âm rất là lạ luôn. Nhiều cái tai nghe thường á, khi mà cái chất lượng bass cao hoặc là những cái âm khác được đẩy lên á để nghe cho sướng á thì nó sẽ lược bớt những cái âm này, nhưng mà chiếc Mozart TS-13 này vẫn đảm bảo được những cái âm đó và nghe rất là đã luôn. Nếu như mà nói đây là một vũ khí để chiến nhạc indie hoặc lo-fi thì cũng không sai, tại vì phần chép của nó với cái phần ca sĩ thực sự luôn luôn ổn luôn. Các cái dòng nhạc á mà có những tiếng rè nhẹ như kiểu tiếng băng cassette này hoặc là tiếng rè của tivi cũ ấy thì nó luôn được đảm bảo sự ổn định, không bị thô hay là lấn át các âm khác nhiều. Thậm chí á, cả những bản bolero hay là R&B thì TS-13 vẫn đáp ứng ổn. Mình đã vừa nói qua về điểm mạnh thì cái điểm yếu cố hữu của sản phẩm này sẽ là cái phần bass hơi nhẹ. Và nếu như chúng ta nghe những bài có bass nhiều á thì thông thường nó sẽ bị kiểu hơi ép âm và cái âm nó sẽ bị hơi rì một tí. Cho nên chiếc tai nghe này sẽ hợp cho những người nghe hát và nghe lo-fi nhiều hơn là những người nghe những thể loại nhạc mạnh. Và ngoài ra cái phần left và right vẫn được phân biệt rất là rõ, cho nên nếu như mà các ca sĩ hoặc các nhạc sĩ có gài gắm những phần âm ấy thì cái phần trái và phải này nó vẫn được đảm bảo cái âm nó di chuyển qua hoặc là cái hiệu ứng âm thanh nó vẫn rất là đã luôn. Và đó là bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc Mozart TS-13 này. Nó sẽ cực kỳ hợp lý cho những ai cần sản phẩm có thiết kế đẹp nè, đơn giản cũng như là thích nghe những thể loại nhạc như lo-fi hoặc indie.
Cảm ơn các bạn đã coi và nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì, phần âm thanh có thể comment bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Và cảm ơn.